Chào mừng đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ review cho anh em một cái kiềm tuốc dây điện tự động nha. Cái dòng này thì cũng nhập từ Trung Quốc về thôi anh em, và cái mẫu này với nó là đúng là nghĩa tự động luôn anh em ha. Nó tuốt hầu như là các size các loại dây luôn mà không có cần phải điều chỉnh gì cả nha. Cái dòng này thì nó được thiết kế cái thân á, làm bằng sợi thủy tinh nha, cái thân là bằng sợi thủy tinh nha, cái lưỡi là thép thép lưỡi cắt nè, lưỡi cắt dạng kéo nha, nó dạng trượt nên cắt nó ngọt lắm. Nè anh em, để cái lưỡi nè két nè trượt và nó tuốt ở đây ha, nó giống thiết kế mẫu giống như của Calibac vậy anh em, và giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 200 ngàn một cây thôi nha, 200 ngàn một cây thôi. Thì ở đây mình sẽ tuốt thử cho anh em cái sợi dây điện này, dây 2.5 ở nhà có gì thì đem ra thử ha. Đây anh em cắt nè, nó ngọt lắm. Cái này dây cắt dạng kéo ha, kéo là nó hai cái nó trượt nhau chứ không phải dạng kìm nha. 2.5 cắt ngọt lắm. Cái này cái khả năng nó sử dụng tới cái dây là 0.03 cho đến 10 mm vuông. Nếu mà là 0.03 đến 10 mm vuông anh em á. Đó là khả năng sử dụng tối đa. Đó, còn tuốt thì anh em đưa vào. Cái này thì nó sẽ có một cái giới hạn thôi nha. Cái này nè, anh em chỉ tuốt ở đây thôi, tuốt ở đầu thôi dây thôi, chứ anh em không có tuốt ở giữa nha. Nó chỉ tuốt ở đầu dây thôi mấy anh em ơi. Ở giữa nằm xéo xéo vậy chắc khó tuốt lắm ha. Đây nè, anh em tuốt đầu dây thôi à. Đầu dây nằm như đây thôi. Đó. À, thì nó sẽ mình rút ra đó. Cái này nó hay chỗ là cái lưỡi này nè, cái lưỡi này mà nó vừa cái lưỡi này anh em mà nó vừa nhả ra một cái á, là cái ngàm ở trên nó mở luôn đây nè, đó thấy chưa, cái lưỡi mà nó vừa nhả ra cái ngàm ở trên mở luôn nè, anh thấy không đó. Có nghĩa là anh em cứ dây nào vô đưa vô là cũng bọc hết, không cần phải chỉnh. Những dòng khác thì mình còn chỉnh đúng không, những dòng khác thì mình còn chỉnh đúng không, còn dòng này thì không không cần phải chỉnh đó. Dây 2.5 ha, dây điện nhà chúng ta xài là ngon ngon lành luôn á anh em ơi. Thế anh em cả tuốt mấy cái đầu cái này là vừa là chọt cho vừa rồi ha. Thông thường với anh em tuốt dày dài quá thì mình xài không có hết nha, tuốt vừa vừa để mình đưa vô lỗ điện là vừa rồi anh em ơi nha. Đó, dây là dây 2.5 rồi, dây này dây 0.6 nè, 0.6 nè, cắt ok ha. Rồi tuốt đó đây nè, ngon lành ha, ngon lành luôn á đó. Đó, 0.6 cắt tuốt đó. Rồi và thử cái dây này, dây này dây 1 chấm nè, cắt ngọt xớt luôn đó, rất là nhiều lỗ trong đây. Ủa dây này hơn 1 chấm chứ, cái này nó ghi mấy đây, này chắc 1.2 quá, và thấy nó to nha. Đó anh em, này là bình thường những dòng khác là anh em chỉnh đúng không, chỉnh nào mạnh nhẹ đúng không, không này chỉnh hết tất cả luôn. Giờ mình thử tuốt cho anh em thử cái sợi dây, dây này dây mạng, cái dây mà trong cái âm ly á, nó bé tí như thế này anh em ơi. Đó, cái dây trong ly nó nhỏ xíu vậy nè, thấy không, nó mịn lắm vậy nè, nhỏ xíu nè, tuốt luôn anh em coi ha. Đó, trời ơi, tuốt phát ra luôn nè, ngon chưa, thấy không? Đây 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 đó, tuốt phát là nó ra luôn nè mấy anh, đâu có chỉnh gì đâu. Chứ bình thường những cái dòng khác là chúng ta phải chỉnh đó nha, ta phải chỉnh mà chưa chắc thì tuốt được những dây nhỏ như thế này đâu. Cái này nó nhỏ xíu luôn, cái dây nó nhỏ xíu à, đây nha, đó ngon lành luôn, thấy không, ngon lành luôn ha. Ok, cái này rất là hay đó, đây nha. Rồi qua dây này thì cũng nhiều ruột nè, thử nè đó. Mình thấy đa phần cứ anh em đưa vô là anh em làm thôi, không cần phải chỉnh gì hết, không cần phải chỉnh gì hết, đưa vô là cắt thôi nha, đưa vô là bóp thôi nha, không cần phải chỉnh gì hết, nó đâu có núng chỉnh gì đâu. Đây đó, ngon lành, cắt nè, ok bóp nè, ngon ha, cắt nè đó. Đây dây này dạng nhiều nhiều lỗi nha, đó đây thấy không, ok luôn đó. Đây em thấy không đó. Ngon lành. Ok, 2.5 nè, thông thường chúng ta xài nhiều 2.5 nhất,
cắt ngọt lắm anh em ơi. Ha. Đó, đưa một phát là ngay chốc. Cái này chúng ta chỉ cần bấm code xong đưa vô CP là chúng ta xài thôi. Ok ha. Rất là ngọt. Ngoài ra thì nó sẽ có, ngoài ra ví dụ như anh em gặp những sợi dây như thế này nè. Dây như này thì nó hơi khó tuốt nha. Dây này là dây dạng như 1.5 nhân 2. Có nghĩa là một cái dây này là 1.5 nè. Và nó sẽ có hai sợi nằm trong đây. Đó, anh em thấy không? Cái này hơi khó tuốt. Đây khi mà anh em đưa vào nó cắt nó cũng đâu vô đâu nè, cắt đâu lọt đâu. À, cắt không có lọt. Đó, cỡ này thôi anh em ơi chứ không có nào lớn nữa nha. Chúng ta chọn ở trong đây thì nói chung là anh em xài cái dây mà tầm cỡ này thì chúng ta chịu khó chúng ta tuốt này đầu ra ha. Thì ở đây mình sẽ thử cắt được là mình nhét trong đây nè. To hơn là nó không không có vô đâu nha. Anh em nhét ở đây là cứng lắm. Đó, cứng hơi cứng. À, đó, cứng ha. Tuốt thì nó hơi cứng. Nha, những dây này thì anh em phải có hai nó hai sợi. À, đó. Đó. Tuốt như vậy thì anh em bóp cái nữa thì nó không ra đâu. Anh em tuốt nữa thì nó không có tuốt được. Đưa vô một cái nữa. Ok. Rồi, sau khi tuốt như vậy xong thì bây giờ mới tới cái tuốt cái đường này. Tuốt một cặp đôi. Ok. Nha, ngon lành. Nha. Đó. Cái này không phải đứt nha, cái này là do cái ruột đấy. Đó. Ngon lành ha. Rồi. Bẻ này ra xíu. Dây này là hơi khó nha. Chứ lớn vô không có được nha mấy anh. Dây này cỡ là 1.5 thôi, 1.5 mà hai sợi thôi. Rồi, tuốt. Đó. Ngon lành ha. Rồi cứ thế mà chúng ta làm thôi. Đó. Tối đa luôn nha, nếu mà xài dây này tối đa luôn là 1.5 nhân 2. Còn anh em mà xài dây lớn hơn là nó không vô được đâu. Nha, nói trước. Đó. Ngon lành. Với giá chỉ có 200 ngàn thôi mấy anh em ơi, 200 ngàn cho cái kèm như thế này thôi nha, 200 ngàn thôi, quá trời rẻ luôn. Đó. Kèm này của Trung Quốc thôi nhé, nó được thiết kế cụm cái này nè, làm bằng sợi thủy tinh. Rồi ở trên đây thì nó có những cái càng lẫy gì thôi chứ nó không có bất kỳ cái chỉnh gì hết, không có chỉnh gì hết, anh em có thể tham khảo ha. Và cái lưỡi cắt dạng dạng trượt dạng kéo à, để ngày mai đi hàng mới vừa về luôn á, mình cầm ra mình giới thiệu, có gì mình cầm giới thiệu anh em luôn á, để mai có thể mình tìm thêm những sợi dây điện lớn hơn nữa, ví dụ vậy, test thử cho anh em nha. Ở đây mình chỉ có lớn nhất là 2.5 thôi đó. Rồi, tất cả đều là sợi ok, và nhỏ nhất luôn là cái sợi dây này cũng nhỏ, cắt ok nè, tuốt ok nè. Rồi ok nha, anh em nhu cầu mua thì liên hệ xuống thoại dưới để mua hàng, giá tại cửa hàng Chu và ship nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.